tám mẫu văn hay, tả em bé, trong tuổi tập đi, tập nói, chào các bạn, và các em học sinh, đến với kênh, Thư viện Giáo dục, Vlog, và nhớ, đăng ký kênh, để theo dõi video tiếp theo nhé, đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí. Mẫu văn 1, tả một em bé đang tuổi tập nói. Cuộc sống xung quanh ta sẽ trở nên vui vẻ và đỡ buồn chán hơn, khi có những tiếng cười, tiếng nói của những em bé dễ thương. Tôi cũng có một đứa em gái đang tuổi tập đi, tập nói, đó là người mà tôi yêu quý nhất trong gia đình. Em gái tôi tên là Hạ An, vừa tròn một tuổi kể từ khi sinh ra. Hạ An là một cô bé dễ thương và khá tinh nghịch. Con bé có mái tóc tơ đen óng ả, mềm mượt, lúc nào cũng để xóa như công chúa. Tuy còn nhỏ nhưng Hạ An cũng khá bụ bẫm, khuôn mặt cô bé tròn. Hai bên má có ngấn phình da cùng với làn da trắng hồng khiến ai nhìn bé cũng muốn cắn yêu một cái. Đôi mắt bé tròn, to đen láy, long lanh như hột nhãn, chiếc mũi nhỏ, xinh, cái miệng đỏ hồng, mỗi khi cười lại để lộ hàm răng chưa mọc hết, trông dễ thương vô cùng. Ngày ngày, Hạ An được bố mẹ cho tập nói, tập đi. Mỗi lần như vậy, tôi lại được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé. Khi tập đi, vì đôi chân chưa đứng vững, nên mỗi bước chân của An đều được bố mẹ đỡ, dìu dắt theo, rồi dần dần con bé đã có thể tập tễnh bước đi được một vài bước ngắn khiến cả nhà tôi vui mừng, không thôi. Theo từng bước chân, cái thân hình bụ bẫm, tròn tròn của con bé lại bập bênh theo nhịp bước, trông giống như con lật đật nhỏ đáng yêu, miệng thì cười toe toét như hãnh diện, tự hào, cũng có đôi khi bê ngã sóng xoài trên mặt đất. Tuy nhiên nhờ sự cổ vũ, khích lệ của những người xung quanh, nó lại đứng lên và bước đi tiếp. Con bé luôn chăm chỉ tập đi, vậy nên đến bây giờ nó đã có thể đi được một đoạn dài mà không cần người đỡ. Bé An của tôi thật giỏi. Tập đi là một chuyện nhưng khi Hạ An tập nói, cô bé lại khiến cho cả gia đình tôi có những khoảnh khắc cười vui vẻ. Mấy ngày đầu, cô nàng được mẹ dạy nói những tiếng đơn giản như ba, mẹ, chị, cha ôi, cái giọng non trẻ cất lên nghe mới đáng yêu làm sao. Dần dần cô bé được dạy những câu nói dài hơn, rồi học lại lời nói của những người xung quanh, nói theo khiến mọi người có những trận cười sảng khoái. Gia đình tôi đều rất vui mừng vì bây giờ bé đã có thể nói gần như, sắp sói được những câu giao tiếp cơ bản hàng ngày. Được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của em gái tôi khi tập nói, tập đi, tôi lại nhớ đến bản thân mình ngày trước, cũng đã từng có những khoảng thời gian non nớt và dễ thương đến vậy. Tôi hy vọng bé Hạ An sẽ ngày càng đi vững, và nói sói để có thể cùng tôi trò chuyện và đi chơi sau này. Mẫu văn 2, tả một em bé đang tuổi tập nói. Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng sẽ từng trải qua khoảng thời gian tập đi, tập nói từ khi sinh ra còn là một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành. Và cháu trai tôi cũng vậy, nó là một đứa bé đang tuổi tập nói tập đi với những khoảnh khắc đáng yêu vô cùng. Cháu trai tôi tên thật là Gia Khánh. Bé đã được 9 tháng kể từ khi mới chào đời. Bé có làn da trắng nõn, mềm mại, khuôn mặt tròn với hai má phúng phính, ngấn thịt. Thằng bé khá bụ bẫm nên nó có một thân hình đầy đặn, tròn tròn như trái bóng khiến cho ai nhìn cũng chỉ muốn ôm ngay bé vào lòng. Đây là khoảng thời gian mà bé được dần tiếp xúc với việc tập nói, tập đi nên mỗi khi có thời gian rảnh, tôi lại qua nhà dì để cùng thằng bé tập đi, nói và được chứng kiến những giây phút đáng yêu vô cùng. Mỗi lần bé tập đi, cả nhà đều dõi theo từng bước chân bé. Những bước chân đầu tiên của cuộc đời được dìu dắt bởi người mẹ thân yêu, bé tập tễnh bước đi, mỗi lần bước là cả thân hình lại lon ton theo từng nhịp chân, dần dần, bé đi mà không cần người đỡ nữa, cũng có những lần bé ngã, đôi mắt to, tròn, đen láy lại ngấn nước, bé khóc òa lên vì đau trông đáng thương vô cùng nhưng chú tôi bảo rằng, khi ngã phải biết tự đứng dậy mà không cần ai giúp, thế là thằng bé sau đó nín khóc dần, và tự mình đứng lên trong sự cổ vũ và động viên của gia đình. Cho đến nay, bé đã có thể đi khá vững vàng và tràn đầy tự tin, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ còn miệng thì cười toe toét trông dễ thương làm sao. Để tập nói, đó cũng là cả một quá trình với bé. Thằng bé ban đầu bập bẹ những tiếng cơ bản, rồi dần dần nói được những câu dài khiến cả nhà tôi ai cũng vui mừng. Đôi khi nó nói sai khiến cả nhà lại được một phen cười đau bụng. Mỗi lần tập nói, cái giọng non trẻ còn hơi sữa lại vang lên lanh lảnh trong không gian. Dường như cu cậu lúc nào cũng phấn khích sau khi biết nói được những câu chữ đơn giản, nên ngày nào cũng nói liên, hồi, hết nói chuyện với ông rồi nói chuyện với bà trông không khác gì ông cụ non đáng yêu. Em bé đang tập nói tập đi mới thật dễ thương và ngộ nghĩnh làm sao, qua đó mới thấy, những câu nói đầu tiên hay những bước chân đầu tiên luôn là những điều quý giá nhất, mở ra cả một chặng đường tương lai sau này trong cuộc đời của mỗi người. Mẫu văn 3, tả một em bé đang tuổi tập đi tập nói. Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng,
đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Bống. Bé đang ở tuổi tập đi, tập nói Bống là cháu gái gọi em bằng cô. Bé Bống có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm rất dễ thương, bé thích mặc áo đầm, bé có làn da trắng hồng, nón nà, để lộ những mạch máu nhỏ li ti trên khuôn mặt. Nhìn bé, ai cũng muốn ôm bé vào lòng mà hôn lên đôi má phúng phính của em. Đầu bé Bống hơi thon thả, nhỏ như trái dừa xiêm, tóc đen và xoắn tròn, đôi mắt to đen, tròn như hai hột nhãn, mũi bé hơi cao và cái miệng chúm chím rất dễ thương. Chân mày dài, mờ mờ cong, cùng với đôi môi đỏ hồng như có ai thoa son, đôi cánh tay bé tròn tựa như ống chỉ đầy nguyên, bàn tay, bàn chân năm ngón mũm mĩm xinh xinh. Em thích cầm đôi bàn tay bé vồ vào má em lúc em bế Bống. Bé đi chưa vững vậy mà bé rất thích chạy, đôi lúc còn đòi chơi lò cò với chị. Mỗi khi mẹ đi chợ về, bé hay chạy ra đón, chân bước loạng choạng, băng xiên, hai tay vỗ mừng, cười toét miệng gọi mẹ. Bé Bống hay hát, bạn em đến chơi cùng thường dạy bé hát. Bé hát đôi lần là nhớ được ngay, nhìn cái miệng duyên dáng hát ca, đôi chân xinh xắn bước chưa vững, em thấy thương bé vô cùng, cứ muốn cắn vào cái miệng bé mỗi lần bé ngồi lên xe gọi io, io. Bống là niềm vui của gia đình, vắng bé một buổi là em thấy nhà vắng hẳn đi, mỗi lần đi học về, em chạy liền đi tìm bé, em mong bé chóng lớn để được dẫn bé cùng đến trường. Mẫu văn 4, tả một em bé tuổi tập đi, tập nói. Bé Na là con của dì Năm em, bé vừa tròn 12 tháng, khi em đến chơi, bé đang đứng trên chiếc nôi gỗ, dậm chân, nũng nịu giơ tay ra đòi bế, em giang tay đón bé vào lòng. Hôm nay bé được mặc một chiếc váy đầm ngắn màu xanh da trời, trước ngực có kết ren trắng và thêu hoa rất xinh, da bé trắng hồng, mịn màng, đôi má bầu bĩnh trông rất dễ thương. Em thích hôn thật nhẹ vào chiếc má phúng phình ấy để bé cười lên như nắc nẻ, cặp mắt bé lúc nào cũng mở to, tròn đen lay láy như hai hạt nhãn. Chiếc miệng với đôi môi hồng tươi tắn luôn nhoẻn cười đế lộ mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu, trắng muốt trông dễ yêu làm sao, nhìn xa, trông bé như con búp bê biết khóc biết cười trong tủ kính của hiệu bán đồ chơi ngoài phố. Nhiều khi em lại thấy bé giống chú hề lật đật không lúc nào yên một chỗ, nhất là lúc tập lật, tập ngồi, đến khi bé được hơn 10 tháng, bắt đầu bập bẹ tập nói, bé thường bắt chước các chị làm đủ các động tác, cứ chỉ, kể cả nói từng tiếng rất ngộ nghĩnh dễ yêu, bé rất hay cười mà cũng lại hay khóc nhè. Chiều chiều em hay bồng bé đi chơi, tập cho bé đi từng bước chập chững, chưa đi vững mà lại thích đi nhanh nên cứ té hoài. Bây giờ em đã tập cho bé đi được 5 bước rồi, ngày nào đi học về em cũng ghé chơi với bé một chút. Khi em đi bé khóc sướt mướt đòi theo, thương làm sao, em rất yêu bé, cố gắng dạy bé nói, tập bé đi cho vững, chơi đùa với bé để bé không nhõng nhẽo với gì và mau chóng biết thêm nhiều điều khác nữa. Mẫu văn 5, tả em bé tuổi tập đi, tập nói. 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò gió biết đi. Bà em nói đúng, bé Linh Nhi cháu gọi em bằng cô ruột, vừa 9 tháng tuổi đã lấm chấm tập đi và bi bô tập nói. Hằng ngày, bé mang lại cho cả nhà em những niềm vui ngộ nghĩnh. Linh Nhi trông mới thật là xinh xẻo. Bé có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm, dễ thương, khuôn mặt bé tròn chặn, nước da hồng hào, bụ sữa, tay chân no tròn hẳn rõ từng ngấn, tóc tơ đen nhánh phủ kín trên đầu. Đôi mắt đen láy mở to như đôi hạt nhãn ít khi thấy chớp, đôi má trắng hồng phúng phính, mỗi khi bé cười, hẳn rõ đôi lúm đồng tiền va đế lộ ra hàm răng, mời nhú răng 3 chiếc răng sữa trông ngộ nghĩnh lạ. Nửa tháng nay, Linh Nhi lon son tập đi, đôi chân bé chập chững từng bước ngắn trông dáng người lắc lư, đầu chúi về trước của bé mới thú vị làm sao, tuy bị té xuống hoài nhưng không lần nào bé khóc. Bây giờ, trước mặt mọi người, có ai bảo, bé Nhi làm ông già đi là bé đứng lên. Lưng cúi lom khom tay vờ chống gậy, bước nghiêng bước ngửa làm cả nhà cười rộ, miệng luôn cười tươi. Linh Nhi cũng đang bi bô tập nói, bé mới nói sói được vài tiếng, bà, ba, má, măm, còn các tiếng khác giọng bé nói ngọng nghịu đến buồn cười. Mỗi lần thấy ai trong nhà sửa soạn đi đâu là bé lên tiếng, ti, ti đòi đi theo, có điều gì không vừa ý là bé lăn ra nằm vạ. Anh chị của em thường tập con mình chào hỏi ông, bà, cô chú và bất cứ người lớn nào đến nhà chơi. Lần nào, bé cũng ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu, dạ, dạ, những lúc đó, được khen bé thích thú lắm, nhưng thích thú nhất đối với Linh Nhi là được ấm đi chơi. Khi ấy, đôi mắt sáng ra, bé nhảy lên sung sướng, Linh Nhi là niềm vui của cả nhà em, từ khi có bé, cả nhà em vui nhộn hẳn lên, trong nhà em, ai cũng cưng chiều bé cũng mong bé ăn no, ngủ ngon, chóng lớn. Mẫu văn 6, tả em bé tuổi tập đi, tập nói.
thằng cu tí giống như con búp bê, cả nhà em ai cũng cưng nó. Mới vừa qua thôi nôi vài tuần nên nó còn rất bộ sữa, nước da trắng hồng, lúc nào nó cũng mang một trái xây hình vuông trên cổ, tay chân no tròn, đầu lưa thưa một lớp tóc nhuyễn, hai con mắt long lanh đen như hai hột nhãn. Mỗi khi nó cười để lộ cặp nướu màu hồng tươi với vài cái răng sữa mờ nhú, nên trông đầy vẻ thơ ngây và rất dễ thương. Chị ba em cứ hôn hít thằng cu tí luôn, vì nó là đứa con trai đầu lòng của chị, nó vừa mới tập đi. Cứ mỗi chiều gió mát, chị thường ấm nó ra sân rồi để đứng xuống đất. Chị lùi ra sau một khoảng, vỗ tay kêu, cu tí lại đây con. Nó chập chững vài ba bước vươn tới ngã chồm vào lòng chị. Chị giang hai tay đón lấy con và vuốt ve nựng nịu nó. Thấy mọi người cười khen ngợi, thằng cu tí hình như lấy làm thích thú, miệng toe toét, kêu ba ba. Em bắt trước chị ba, ấm nó để xuống đất rồi cũng lùi lại. Nó chỉ lo ngước nhìn xung quanh để trông chờ được tán thưởng, đi chưa được mấy bước đã ngã lăn cù, rồi khóc òa lên, em lật đật đền cho nó một cái bánh lạt. Nó thò tay lấy và cười rạng rỡ ngay, dù nước mắt hãy còn ướt đẫm, thật đúng là trẻ con, khóc đó rồi cười đó. Nhìn thằng cu tí, em chợt nghĩ, có lẽ hồi nhỏ mình cũng thế. Mới biết công lao cha mẹ nuôi con từ thuở ấu thơ đến lúc khôn lớn quả thật là to tát dường nào. Mẫu văn 7, tả em bé tuổi tập đi, tập nói. Trong gia đình em có một nàng công chúa nhỏ đáng yêu là bé Ngọc Hân, em đã được 24 tháng tuổi. Ngọc Hân thật bụ bẫm nên trông bé như một chú gấu bông xinh xắn, dễ thương. Tóc em là tóc tơ, lưa thưa như những ngọn cỏ non mới mọc bay trong gió. Khuôn mặt Ngọc Hân tròn trịa, bầu bĩnh trông thật đáng yêu. Em có làn da mịn màng, hồng hào như một thiên thần nhỏ dễ thương, cặp mắt tròn xoe, đen láy dưới hàng lông mi cong và dài của Ngọc Hân ánh lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn, nó khắc sâu vào tâm trí em dễ dàng như sự hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ. Cái mũi của nàng công chúa Ngọc Hân hơi tẹt trông yêu ơi là yêu, em có má bầu lúm đồng tiền hồng hồng phính ra hai bên, như hai quả cà chua khiến ai đi qua cũng chỉ muốn bẹo mấy cái. Trên đôi môi đỏ thắm, chúm chím của Ngọc Hân, hay dạng người nụ cười tươi tắn y như nụ hoa sinh vừa hé mở, và mỗi khi nụ hoa ấy bung nở thì để lộ năm cái răng trắng nõn của bé. Em có đôi bàn tay mũm mĩm hình búp măng cứ nắm chặt vào nhau, ngọ nguậy như những con sâu đo. Trên đôi bàn tay trắng trẻo ấy được mẹ đeo cho chiếc lắc vòng bạc óng ánh rất đẹp. Ở nhà, miệng em bí bố suốt ngày không lúc nào nghỉ. Nàng công chúa nhỏ đáng yêu của em không những dễ thương mà còn rất ngộ nghĩnh. Mỗi lần không vừa ý điều gì hay bị trêu là Ngọc Hân lại giả vờ khóc, úp mặt xuống gối rồi đợi mọi người đi lại ngẩng đầu lên, nom thật buồn cười. Mỗi khi tập đi, mẹ và bà phải đỡ bên cạnh nếu không bé sẽ ngã. Ngọc Hân đi lẫm chẫm, vài bước rồi lại đòi bò. Đặc biệt, mỗi lần ăn em lại tự xúc cháo bằng thìa nhưng đang ăn, thì cô bé tinh nghịch này lại vứt thìa và bò đi chơi chỗ khác. Bé mỗi lần ăn lại nhai chóp chép trông thật ngộ. Nhưng lúc như vậy Ngọc Hân lại dang rộng hai chân ra ôm trọn cái mâm. Em thường hay cho bé tập vẽ nhưng mỗi khi vẽ cô bé nghịch ngợm này, lại vẽ ra những nét nguệch ngoạc trông rất buồn cười. Nhưng lúc như vậy, Ngọc Hân ngỡ em chê xấu nên lại lăn ra ăn vạ đòi mẹ. Lúc ấy, mắt em húp lại thật đáng yêu. Bé rất thích xem phim hoạt hình, mỗi lần được xem lại reo hò sung sướng. Em rất yêu quý Ngọc Hân, cô công chúa nhỏ đáng yêu luôn mang lại niềm vui cho ngôi nhà của em. Mẫu văn 8, tả em bé đang tuổi tập đi, tập nói. Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất chính là Huyền, em gái của em. Ở nhà, mọi người gọi Huyền bằng một cái tên rất vui là Cún. Gia đình em đã tổ chức sinh nhật một tuổi của Cún. Cún rất xinh trong bộ quần áo mà ba đã mua mừng sinh nhật bé. Dù hơi mập nhưng Cún cao và khỏe mạnh. Bé có gương mặt tròn, bầu bĩnh, trông ngộ nghĩnh và dễ thương. Làn da trắng trẻo cùng với đôi má hồng hồng làm cho Cún càng đáng yêu hơn. Đôi mắt bé long lanh, đen láy như chứa đựng những giọt nước. Đôi mắt ấy càng đẹp hơn nhờ hàng mi cong vút. Cún đang tập nói nên bé rất thích nói. Những tiếng đầu tiên mà bé nói được ba, má, ông, bà, mỗi khi nói một từ nào đó, Cún thường nói liên tục từ đó như ba, ba, ba hay má, má, má làm cả nhà ai ai cũng thấy vui và buồn cười. Tuy Cún mới nói những từ đơn giản, nhưng mỗi lần Cún nói được từ nào thì cả nhà đều vỗ tay hoan hô. Còn em thì thấy rất hạnh phúc mỗi khi nghe Cún gọi, Thành, Thành. Ở nhà, ai cũng thích dạy Cún múa hát, tuy Cún mới nói những từ đơn giản, nhưng mỗi lần Cún nói được từ nào thì cả nhà đều vỗ tay hoan hô, còn em thì thấy rất hạnh phúc mỗi khi nghe Cún gọi, Thành, Thành, ở nhà, ai cũng thích dạy Cún múa hát. Mẹ em thường đặt Cún ở cách chỗ mọi người ngồi khoảng chục mét, Cún đi từ từ đến chỗ mẹ, rồi lại đến chỗ ba, đến chỗ em, Cún cố gắng đi từng bước một,
người bé nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Khi đến gần bên em, cún ào thật nhanh vào lòng em như sợ em chạy mất. Cứ thế, bé tập đi trong tình thương yêu của gia đình. Cún ăn rất nhiều, một bữa em có thể ăn một bát. Em rất thích ngắm cún ngủ, bởi lúc đó trông bé rất đáng yêu. Có những lúc ngủ mơ, đôi môi bé nhỏ của cún lại nở một nụ cười chúm chím. Có lẽ trong giấc mơ của bé luôn đầy niềm vui. Em rất yêu quý cún bởi bé rất xinh và dễ thương. Mỗi khi tan học, em chỉ muốn về nhà ngay để được nghe những tiếng thành, đáng yêu của bé. Và nhớ, đăng ký kênh, để theo dõi video tiếp theo nhé. Đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí.